Hửi muốn chốc cây hoa của thằng ta luôn. Cà tra chình chai á. Làm ngủ. Ê con bướm đâu con bướm bài đây. Tha chia vào. Annyeonghaseyo. Xin chào tất cả mọi người. Dạ Kiều xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh của Mã Kiều và Family Cuộc Sống ở Hàn Quốc nha. Hôm nay ngày nghỉ Kiều với anh Hun đi lên đồi để hái cái kusali cây dương sĩ nè. Nó lên đọt tươi quá trời. Cái này á, cái này mình hái là từ cái khúc mà non á, mình hái được nè, từ đây là mình vuốt từ đây ha, tới cái chỗ nào mình cảm thấy non á thì mình hái. Cái đợt kusari này á, là bắt đầu vào mùa thu hoạch rồi. Nhân dịp hôm nay là ngày bầu cử tổng thống á, được nghỉ nguyên ngày luôn, nên hai đứa tranh thủ buổi sáng thức sớm lắm, 5 giờ là hai đứa thức rồi. Cấp này mùa xuân rồi nên 5-6 giờ sáng là trời sáng bét hết trơn rồi. Chim hót líu lo luôn, hai đứa lồm cồm ngồi dậy hai mắt sáng gỡ luôn. Xong cái đứa ăn chén cơm với canh giá đậu nành nè, với trứng gà chiên. Đó, ăn lẫn lấy năng lượng, tranh thủ buổi sáng đi hái cái kusali này nè, để chiều đi bầu cử tổng thống. Cái kusali này á, tranh thủ hái buổi sáng mới được, để mình đi về mình luộc. Luộc ra xong cái mình phơi khô nữa, tranh thủ nắng mới phơi được. Chứ mà mình luộc mà không có nắng á, là nó úng, nó thúi hết trơn hà. Nếu mà nhầm ngày trời ui ui á, không có nắng á, bắt buộc mình phải hái á, thì mình vẫn cứ hái, hái gì đó rồi xong rồi mình bỏ vô kho tủ lạnh, để đó đó chừng nào có nắng rồi mình mới đem luộc, luộc rồi phơi. Hôm nay ngày đầu tiên ra hái mà nó đâm chồi nảy lọc quá trời luôn, quá trời đọt non luôn. Những cái đọt nào mà mình vừa tầm tay á, thì mình hái, còn những cái đọt nào hơi hơi á, thì mình để dành đó đó, để ngày mai ngày mốt hái. Chứ để nó lớn lên cộng to ú nu và nhìn đã lắm, còn mình hái non quá thì uổng. Chưa có làm gì chân, chưa luộc chưa phơi nữa là có người đặt hàng rồi. Bạn của anh Hun á, sợ bán hết á, nên chưa gì chân là đi đặt trước rồi. Phải chừa cho tao nha, chừa cho tao nha. Đó, ở trong siêu thị á, bán nhóc hết trơn á, mà không mua đâu. Tại thấy vườn này ngon nè, mình hái tặng nhà như vậy đó. Rồi luộc ở nhà kỹ nữa, khử độc sẽ an toàn hơn. Nên á, ai mạnh ai nấy đặt hàng vậy đó. Khi mình luộc á, là đã khử độc rồi đó. Xong cái mình phơi khô, mơi khô cái để ăn hoài vậy đó. Chừng nào ăn cái lấy ra nhúm ngâm vậy đó, ăn nguyên cả gia đình. Còn cái khô đó đó là mình để nguyên năm, mình để dành ăn cũng không có hư gì trơn á. Thường đọt kusari này á, là làm đủ thứ món hết. Nhưng mà có hai món mà người Hàn Quốc ưa chuộng á, là xào mỡ tỏi với lại nấu cái canh thịt bò hầm cay á. Trời ơi, cái món đó gọi là dục kê chăng, ngon dữ dằn lắm. Ăn một lần là không có quên đâu, ăn ăn hoài được hoài luôn. Còn thịt bò á, là khi nấu cái canh này á, là người ta hầm nhừ ra, nhừ thiệt là nhừ luôn, giống như bỏ trong miệng mà tan chảy trong miệng luôn á. Rồi xong người ta bỏ, mới bỏ chung với cái kusali này nấu.
Lúc trước á, Kiều nấu cái món phở bò của Việt Nam của mình á, Kiều hầm cái bắp bò á, nó nhũn ra, cái có cô nói á, là con hầm như vậy không có ngon đâu, mềm nhũn ra vậy mà ăn ra cái gì, phải dai dai á, ăn mới ngon. Mà thật sự cô nói đúng mà, ở Việt Nam của mình á, thịt bò á, không có nhiều lắm, mà nó còn cái vị dai dai, nó có cái ngọt của thịt bò nó mới ngon. Nhưng mà thật ra cái phong cách của Hàn Quốc nó lại trái ngược với Việt Nam của mình, là hầm á, là phải nhừ ra tan trong miệng luôn ăn mới ngon. Dạ trẻ lớn bé gì cũng phái cái kiểu đó hết trơn á, mặc dù á không phải là ai cũng gan giả nha, gan thiệt luôn á, mà người ta vẫn thích ăn cái kiểu đó. Tại mà khi hầm nhừ ra rồi á, cái thịt với xương á là nó tan ra trong nước á. Cái người Hàn Quốc ngộ lắm, người ta phái ăn nước hơn là ăn cái. Ví dụ như đến một cái nhà hàng nha, mà cái nước súp hoặc nước canh đó mà không ngon, cái coi như là rồi đó, một đi không trở lại. Mà cái nhà hàng nào mà nấu cái nước súp, nước canh mà đậm đà, ngọt thịt ha, thịt hòa tan trong nước ha, là rồi, cái đó là đông khách dữ dằn lắm luôn. Nếu mà ông bà cô chú, anh chị và các bạn á, nếu nếu mà đang sinh sống ở Hàn Quốc hoặc là đang du lịch ở Hàn Quốc á, vô cái nhà hàng là thế nào cũng hiểu cái phong cách của người Hàn Quốc như vậy à. Hầu như cái canh hoặc là cái món kho này kia là người ta hầm nhừ ra vậy đó. Ví dụ như canh lòng bò hay là hầm nhừ ra, ăn cái miếng lòng bò nó tan chảy trong miệng luôn, mà cái nước nó đậm đà dữ lắm. Còn canh cá chạch ha là không có thấy con cá ở đâu chân á, cũng không thấy thịt ở đâu luôn, đem cái tô canh cá chạch ra toàn là nước không à. Nhưng mà cái nước đó rất là đặc biệt, tại cá là người ta ngào ra hết, ta cà ra hết, ta cà cái thịt ra cho nó hòa tan ở trong nước á, người ta bỏ xương là cái nước nó rất là đậm đà vậy đó, mà người ta húp người ta ngon đó, mà ngon thiệt, thật sự là kiểu không có quảng cáo đâu, rất là tốt cho sức khỏe luôn, ăn mau tiêu nữa. Nếu mà ông bà cô chú có nhân dịp đi du lịch ở Hàn Quốc đó, mà có đi ngang nhà Kiều đó, Kiều dẫn đi ăn canh cá chạch, ăn một lần là ghiền, là mai mốt mà về nước không có mà ăn đâu, thiệt sự luôn á. Mới có hái chút xíu được 2 bao rồi, nặng quá nên đi xuống đổi bao mới được, còn nhiều nữa đó, nhưng mà nhiêu đây là nặng dữ lắm luôn. Kiều bao, anh Huân bao, nghỉ giải lao một chút rồi hái nữa, mới hái có chút xíu thôi á. Giờ kia cười nó một chút cũng hay nên đây ba chi két sơ sơ. Bây giờ đổ nước vô cái nồi luyện tiên đơn này để luộc nha. Cái nồi này thấy gì chứ bự lắm luôn á, để dùng để luộc cái kosari á. Nồi luyện tiên đơn, cái nồi là phổ biến ở Hàn Quốc. Anh Nguyễn nói đốt lửa lên. Ở Hàn Quốc á, là chiên da là có những cái lò như vậy nè, tại vì người ta luộc cái kosari á phải dùng cái lò lớn như vậy mới được. Cái nồi lò này giống như là cái lò luộc bánh tét vậy. Mai mốt mà luộc bánh tét, bánh chưng gì là dùng cái lò này nè. Nhìn vậy thôi chứ kiểu cái người bị lớn này có cái nắp cho bị lớn này nè, là bà cô chú là biết cái nồi nó bự cỡ nào, che hết cái người kiểu luôn.
Oh, nước sôi rồi nè. Wow. Oh, không thấy gì hết á. Nước sôi rồi. I should, I still can't do anything with it. Cứ nhăn nhở. Opa. Giờ bỏ cô Sally vô luộc. Mình, mình đôi chút khe. Mình. Bây giờ mình vớt ra gỗ. Không vô lực á. Nói chung em mặn xa là tên này. Opa, nhanh chăng thì xoa nói. Nhanh chăng thì xin vào cho nằm. Yêu kỳ buôn thì xin đi cả. Anh nhanh mấy ông buôn đã cao qua cho nằm. Cái con mảnh lá hoa nơi tình trà té bắt đấy. Quay coi trên cho ai.
Phơi xong, Kiều với anh Hun đi ra rẫy để trồng ớt Việt Nam với lại rau muống. Những cái dòng này nè, lúc trước mùa đông á, Kiều trồng mấy cái rau mà Hàn Quốc á, lạnh quá nó chết hết trơn rồi. Bây giờ cỏ nó mọc lên vậy đó. Xong rồi bây giờ Kiều nhổ cỏ để trồng lại, trồng ớt với lại rau muống. Chứ không tranh thủ á, là cỏ nó mọc bít mấy cái lỗ này luôn. Tranh thủ rảnh là hai đứa đi ra trồng mà, trồng được miếng nào đỡ miếng đó. Còn mấy cái miếng bọc rách á, là cái con hoẳng á, trên núi nó xuống nó xé đó, xuống nó đi nó dẫm lên rồi nó xé rách bọc của người ta hết trơn. Hôm bữa Kiều tức quá, cái anh Hôn ảnh đặt bẫy, ảnh đặt bẫy sao mà dính này. Cái hai đứa đi ra coi, trời ơi nó mập nó bự chà bá luôn, nó như con nai vậy đó, cỡ 20-30 kg à nha. Có cái ông bác ở bên làng bên kia kìa, ông nói là ai mà bắt được con hoẳng này thì bán cho ổng một con là khoảng chừng 1,5 triệu tiền Việt Nam vậy đó. Xong cái nhưng mà hai đứa bắt xong cái nhìn cái mặt nó hiền quá à. Cái mặt nó hiền mà nó buồn buồn sao á. Xong rồi Kiều với anh Huân thả nó luôn, cho nó về gừng luôn. Kệ đi, mai mốt có giảm giảm thì mình sửa lại. Chứ để bán cho người ta rồi người ta giết thịt nó nhìn tội nghiệp lắm. Mà Kiều quên quay lại nữa, tại vì buổi tối á, công nhận anh Huân đặt bẫy hay thiệt trời. Đặt mới có lần đầu tiên mà dính cái con hoẳng đó rồi, công nhận ghê thiệt luôn á. Hôm nay là ngày bầu cử tổng thống nè, toàn cái nước Hàn Quốc là nghỉ để bầu cử luôn. Từ buổi sáng là từ 7 giờ cho tới 6 giờ chiều. Bây giờ buổi trưa là mới phơi cái cô Sally xong. Rồi. Anh Huấn gà bầu nhanh. Chết trên này kha. Bánh lai á, nội một bánh lai. Thật sự? Nhanh ghê trời, ảnh mới vô cái ga rồi. Tại vì Kiều chưa có nhận được cái quốc tịch của Hàn Quốc nên Kiều không có được quyền bầu cử tổng thống. Cái chú Hàn Quốc kế bên, cái chú hàng xóm kế bên nhà Kiều, cái chú mà chủ cái nhà hàng thịt BBQ cũng không có được bầu luôn. Tại chú là quốc tịch Mỹ, chú là người Hàn Quốc nhưng mà sống ở Mỹ từ nhỏ nên quốc tịch Mỹ nên chú cũng không có được bầu luôn. Chỉ là vợ của chú mới bầu thôi. Ở đây là cái trường tiểu học ở ngay cái làng Kiều đang sống nè ông bà cô chú. Cái trường tiểu học không có giống như cái ở Việt Nam của mình ha. Cái sân trường là như vậy nè. Nhìn cũng đẹp cũng lớn nè. Ở làng nhưng mà cái trường tiểu học này cũng lớn. Ở trước cổng trường là một cái tượng của một cái ông vua mà ngày xưa là cái ông vua đầu tiên tạo ra cái chữ tiếng Hàn á. Còn ở bên đây á, là cái lớp mẫu giáo. Ở trước cái lớp mẫu giáo có mấy cái sân chơi cho em bé nè. Ở trong thì được lót bằng đá trắng á, cho mấy em bé có té thì cũng không có bị đau. Đó, cái lớp mẫu giáo là bên đó. Rồi mình đi xuống à. Trường này là ở này là toàn là tiểu học, là từ lớp 1 cho đến lớp 6. Phật cốt nè. Có mấy cái cây hoa anh đào. Có mấy cái cây hoa anh đào nè, màu hồng nè, đẹp ghê chưa. Nhìn dễ thương à. Có mấy anh cây hoa anh đào dễ thương quá nè. Ở đây là hai vườn hoa luôn. Cái này nãy Kiều tưởng nó hoa, không ai ngờ là cái lá. Cái lá nó màu xanh đột chuối như vậy nè. Nhìn nó đẹp. Cây hoa anh đào này đẹp ghê nè. Cây hoa anh đào này đẹp ghê luôn. Một cái ngôi trường này như vậy, từ lớp 1 cho đến lớp 6. Ngôi trường như vậy không, ngôi trường làng á, không có lớn lắm. Anh Huân anh chơi. Nhớ lúc nhỏ anh chơi đó. Tha xe vào. Ai đi khi cô na. Tha xe vào. Dạ. Nó mua chặt mua thề à nhé. Ôi đó cái bà chết rồi, ở cái tăng tạp cô. À chinh chú. Để em làm thử rồi, tới em làm thử rồi. Nè. Em ơi. Oh,
sai 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 sai. Ô, 1점, 1점. 1등 아니야? 1점, 점수 1. 괜찮아. 오, 오, 아니. 야, 다리. 오, 와, 와. 야, 다른 거 해야지, 저거. 옆에 해야지. 오! 뭐야? 다른 거. 옆에. 우와, 저러네. 이야, 잘한다, 잘한다. 오빠 해봐. 이거 똑똑 같아. 아, có nhiều cái này cho mấy đứa học sinh chơi vui quá. Trời, lúc trước Kiều học trường. 이거 모르겠다. 이거 몰라다. Có cái hình này là hình gì? Rồi cái đó là cái gì? Cái này không biết chơi luôn. Sao ra cả? À, hút xì mùm hành mơn. Hành mơn chập ba hành mơn. À, sao? À, một người đuổi, một người chạy, một người bắt. À, con gắn nè. Hình gắn nè. Tào lâu rồi đó. Rồi cái đó mà nhảy lên. Ờ. Ông này là ông tướng. Ông này là ông vua. Hả? Cái gì? Nhảy lên đây chắc nó chọi gạch thôi. Chọi gạch nè. Ồ, có mấy cái bông này đẹp quá. Ồ, có nó màu gì bông nè. Dạ, ở đây tốt, đẹp quá. Ồ, có cái bông này đẹp nè. Trời, cái trường đã quá à. Ồ, bông này là bông thiệt á. Tulip. Wow, tulip gì á? À, hoa tulip. Anh Huynh ấy, hoa tulip. Đẹp quá à. Trời, nhìn giống như là bông giả vậy, nhưng mà bông thiệt. Cà cha tóc cà the. 진짜야, 냄새. 응, 냄새. 아. 허이, 무슨 chóc cây hoa của người ta. 진짜야. 허이, 무슨 chóc cây hoa của người ta luôn. Cà cha, chình chay á. Làm muốn. Ê, con bướm, đâu con bướm bài đây. bướm bài lần nữa rồi. Nabi. Akanabi, anhi, Akanabi. Con bướm này thấy ghê thiệt chứ. Con bướm này á hút chắc chóc cái cây bông của người ta luôn. Đây nè, hút chút xíu nó rụi cây bông rồi nè. Trời, bông tulip này đẹp ghê á. Ở trong nó có cái nhị màu đen. Hả? Nôn nó kêu cái gì á? Wow. Hay móc mùi á. Hay móc. À, hay móc người ta. Trời, có cái võng nè. À, anh thấy cái võng. Ồ, nguyên một cái sàn chơi luôn. Mịt thế. Sao ra mạnh thì chết nè. Hả? Ồ, thật sự. Cà cha chinh chu nãy trong hay sai à. Ồ, cái này có cái ghế. Cái này có cái giường mát ghê luôn. Anh chích coi chưa? Chưa rồi, xin lần đây. Wow. Yeah, tốt thay. Ờ, có cái nhũ này đã vậy. Wow.
được chào con nhé. Má chị đâu. Tham gia. Chào cha. Wow. Đã. Học cái chỗ này. Ừ. Chơi chơi. À, 같이 같이 게임해야 되는데. 오빠 오빠 같이 축구하면 안 돼? 애기 많이 찍고 하는데. 오빠 같이 축구하면 안 돼? 뭐? 우리 같이 할까? 같이 뭐? 축구. Chị nhớ lúc còn nhỏ học cái trường tiểu học làng á, trời ơi đâu có được lớn như vậy đâu. Cái trường tiểu học làng mà cái ghế bằng cây á. Ờ chỉ có là chơi nhảy dây không mà, chứ đâu có cái vụ mà ô ô vuông vuông rồi nguyên một cái sân rộng như vậy đâu. Đã. Ở ở ở thành phố á là không có thấy sân rộng này, chỉ có là trường to rồi nó lầu ở trên thôi à. Còn ở ở làng á có cái sân rộng như vậy nhìn đã. Ồ, cái cây cái cây này to quá. Ồ, cây này cao ghê luôn á. Cái này cái gì? À cây thông. Thông nó mua rồi chứ. Không, sơn mua nhé. Giống không? Anh Hương anh cũng nói mà ở làng á, nên cái sân rộng rãi như vậy đó nên trẻ em nó chạy nhảy thấy phái. Còn ở thành phố á, đa số á, là cái trường á, là từng 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 cao lên như vậy nè. Thôi bây giờ đi về.